nay mình sẽ nấu món đùi gà chiên bơ. Và đùi gà chiên bơ có những gì? Con dào, thịt gà, bơ. Nên không, mình không chơi cái này. Dầu ăn, tiêu, thế thôi, đơn giản. Đùi gà có ba cái đùi gà. Sau khi rửa xong, mình sẽ tận dụng một cái này để mình sử dụng thịt gà. Cái đầu ngồi để nắp thì mình sẽ dỡ nắp ra và sẽ thấy rất là sau khi miếng gà đã gần giòn thì chúng ta hạ bớt lửa thì nó vàng vàng. Đó thì chúng ta phần tay vô cho nó thơm, bóp cho nó tách ra khỏi cho nó rời ra, xong rồi mình hào lên. Thực sự hành tây các bạn nghĩ là hôi nhưng mà nấu chín kỹ thì nó rất là ngọt, không hề hôi. Còn hôi nách là đó là chuyện của hôi nách, đéo liên quan gì đến hành. Đã hôi nách không ăn hành cũng hôi. Rồi mình sẽ cho món gà